lái đè chết năm người ở Hải Dương tài xế khai đạp phân không ăn việc kiểm tra ma túy và nồng độ cồn đối với tài xế xe tải gây tai nạn khiến năm người chết ở Hải Dương đã có kết quả lời khai ban đầu của tài xế là do đạp phân không ăn liên quan đến vụ xe tải lật ngang đè vào người đi đường khiến năm người chết ở Hải Dương ông Khuất Việt Hùng phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho biết đã có kết quả kiểm tra ma túy đối với tài xế xe tải theo đó tài xế này âm tính với ma túy Trước đó, kết quả kiểm tra nồng độ cồn cũng cho thấy tài xế không có nồng độ cồn trong khí thở. Phan Không Anh Trao đổi với phóng viên, ông Hùng cho biết thêm lời khai ban đầu của tài xế xe tải sau khi xảy ra vụ tai nạn thảm khốc là do đạp Phan không anh. Theo kết quả giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ, trước lúc bị lạch, xe tải chạy với tốc độ là 65 km trên 1 giờ, 20 giây trước khi va chạm, tốc độ xe này là 63 km trên 1 giờ. Trước đó, khoảng 4 giờ 10 sáng ngày 23 tháng 7, quốc lộ 5 đoạn qua xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành xảy ra vụ tai nạn giữa xe 16 chỗ với người qua đường, va chạm khiến ông Đào Quang Huấn sinh năm 1938 người địa phương tử vong trong lúc đi tập thể dục. Gần 2 tiếng sau, cũng tại địa điểm này, tài xế xe tải chở nước điều khiển xe chạy hướng Hà Nội – Hải Phòng đã đâm vào giải phân cách rồi lật nghiêng, đè vào đám đông đang tập trung tại lối mở sang đường tai nạn khiến 5 người tử vong và hai người khác bị thương. Lối mở ra quốc lộ không cần thiết phải được đóng lại. Ngay sau vụ tai nạn, các cơ quan hữu quan đã có cuộc làm việc để kịp thời đưa ra chỉ đạo giải quyết vụ việc. Tại đây, Phó Chủ tịch Viên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng đề nghị Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể chỉ đạo ra soát lối mở ra quốc lộ 5. Ở những nơi có người và xe cộ đi lại nhiều, đoạn qua khu dân cư đông đúc, ông Hùng cho rằng cần phải xây cầu vượt qua đường để người dân đi lại. Những nơi có lối mở vào các địa phương ven quốc lộ 5 phải có gờ giảm tốc độ biển báo. Đoạn qua khu vực có nhiều nhà dân phải cắm biển khu đông dân cư kèm theo biển giới hạn tốc độ. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người chết và bị thương trong vụ tai nạn. Hồng đề nghị tỉnh Hải Dương khẩn trương tổ chức các đoàn thăm hỏi, chia sẻ với gia đình có người bị nạn. Các cơ quan đơn vị liên quan được giao khai thác camera ven quốc lộ 5, camera hành trình của ô tô chạy trên đường, thông tin của người dân để xác định nguyên nhân vụ tai nạn. Nếu tai nạn liên quan đến trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước hoặc cá nhân thì phải xử lý nghiêm, sớm có kết luận cuối cùng, ông Thề chỉ đạo. Bộ trưởng Giao thông cũng yêu cầu Tổng cục Đường bộ phối hợp với đơn vị khai thác quốc lộ 5 khảo sát mặt đường qua địa bàn huyện Kim Thành, tiến hành lắp đặt các thiết bị phản quang gờ giảm tốc độ tại các lối mở ra quốc lộ 5. Cùng với đó, xem xét lại toàn bộ số đường ngang mở ra quốc lộ, những lối mở không cần thiết phải được đóng lại, những lối có người và xe cộ đi lại phải làm cầu vượt, hơi những nơi dân cư đông đúc cần nghiên cứu kỳ lưỡng để điều chỉnh tốc độ của phương tiện cho phù hợp. Sau vụ tai nạn, Ủy ban Nhân dân xã Cộng Hòa và huyện Kim Thành đã trích kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có người chết là 5 triệu đồng trên một người và 2 triệu đồng trên một người bị thương. Danh tánh nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn gồm Đào Quang Thuận sinh năm 1960, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cộng Hòa, thôn Lai Khê, Trương Minh Khang sinh năm 1974, thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa, Nguyễn Quốc Hoàng sinh năm 2002, thôn Thân Liên, xã Cộng Hòa, Hoàng Thị Bung, tỉnh Sơn La và Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm 1989, huyện Thanh Hà. Hai người bị thương là Nguyễn Văn Tôn và Lương Văn May,